Xin chào tất cả các bạn. Như các bạn đã biết, môn vật lý là một trong những cái môn thành phần của bài thi khoa học tự nhiên trong đề thi Trung học phổ thông quốc gia của chúng ta. Và số lượng của số câu hỏi trắc nghiệm trong cái bài thi thành phần môn vật lý đó là 40 câu với thời gian làm bài là 50 phút. Và trong đề thi môn vật lý của đề thi Trung học phổ thông quốc gia thì số câu trắc nghiệm về mặt lý thuyết có những năm nó chiếm tới khoảng 50%, đúng không ạ? Các bạn lưu ý điều này, có những năm chiếm khoảng 50% lý thuyết, nó chiếm khoảng 50%. Như vậy, với mức cái đề thi của chúng ta là 40 câu mà làm trong vòng 50 phút, và như vậy chúng ta chuyên tính trung bình ra mỗi câu nó chiếm khoảng là 1,25 phút. Mỗi câu nó chiếm khoảng 1,25 phút. Như vậy với việc mà chúng ta làm những cái câu trắc nghiệm bài tập thì rất là lâu, đúng không ạ? Và số điểm thi của mỗi câu người ta sẽ chia đều ra. Như vậy rằng việc học những cái câu lý thuyết của chúng ta đó là một lợi ích rất là lớn. Và khi thầy dạy trên lớp thì đa số học sinh, đa số chúng ta bỏ những cái câu trắc nghiệm lý thuyết. Mà những câu trắc nghiệm lý thuyết này rất là dễ ăn các bạn ạ. Như vậy các bạn lưu ý khi chúng ta thi, chúng ta học thì các bạn đừng bỏ lý thuyết kiểu phần trắc nghiệm, đúng không ạ? Vì những cái câu trắc nghiệm này rất là dễ, các bạn chỉ cần nắm kiến thức, nắm những cái điều cơ bản thì chúng ta sẽ làm rất tốt. Và trong cái video này thầy sẽ chia sẻ, thầy sẽ dạy chi tiết cho các bạn 28 câu trắc nghiệm lý thuyết liên quan tới sóng âm của cái chương trình vật lý lớp 12 mà chúng ta hay gặp nhất. Và bây giờ thầy trò chúng ta sẽ đi giải câu đầu tiên. Câu số 1. Một sóng âm truyền từ không khí vào nước thì người ta hỏi: câu A, tần số và bước sóng đều thay đổi. Câu B, tần số không đổi còn bước sóng thay đổi. Câu C, tần số thay đổi còn bước sóng không đổi, vân vân. Thì chúng ta lưu ý khi sóng âm truyền từ môi trường này sang môi trường khác thì chu kỳ và tần số nó là không đổi, còn vận tốc nó sẽ thay đổi, đúng chưa ạ? Các bạn lưu ý vận tốc sẽ thay đổi. Và vận tốc truyền âm trong môi trường chất rắn là lớn nhất, đến vận tốc trong chất lỏng và cuối cùng là vận tốc trong chất khí. Như vậy, chúng ta có cái công thức lambda thì bằng V chia F, đúng chưa ạ? Như vậy, tần số không đổi, bước vận tốc thay đổi, như vậy dẫn đến bước sóng cũng thay đổi. Như vậy, sóng âm truyền từ môi trường không khí vào môi trường nước thì hiển nhiên tần số không thay đổi còn bước sóng thay đổi, tại vì V đã thay đổi rồi. Do đó, câu số 1 các bạn chọn đáp án B cho thầy. Câu số 2, đó là nội dung câu số 1. Và cái file đề này thầy cũng để dưới cái phần mô tả, các bạn có thể tải về chúng ta tham khảo thêm. Câu số 2. Khi nói về sóng âm, phát biểu nào sau đây là sai? Câu A, sóng cơ có tần số nhỏ hơn 16 hẹp gọi là sóng hạ âm. Chính xác, đúng chưa? Rồi, sóng âm truyền không được trong chân không, cũng đúng luôn. Sóng âm chỉ truyền được trong 3 môi trường rắn, lỏng, khí thôi. Chúng ta lưu ý điều đó. Rồi, sóng cơ có tần số trên 20, lớn hơn 20 ngàn hẹp gọi là siêu âm. Đúng luôn. Câu D, sóng âm truyền được trong chân không là sai. Đúng chưa? Như vậy chúng ta chọn đáp án D. Câu số 3. Điều nào sau đây là sai khi nói về sóng âm? Sóng âm là sóng cơ truyền, là cơ học truyền được trong các môi trường vật chất rắn, lỏng, khí. Đúng rồi. Chúng ta lưu ý sóng âm truyền được trong 3 môi trường rắn, lỏng, khí luôn nha. Rồi, sóng âm là câu số B nè. Sóng âm là sóng cơ học dọc. Đúng rồi, sóng âm có thể là sóng dọc mà cũng có thể là sóng ngang nha. Sóng âm truyền trong chất rắn thì nó có thể là sóng dọc và nó có thể là sóng ngang. Còn sóng âm truyền trong chất lỏng và chất khí chỉ là sóng dọc thôi. Các bạn lưu ý điều đó cho thầy. Thầy nhắc lại, sóng âm truyền trong chất rắn thì có thể là sóng dọc mà cũng có thể là sóng ngang. Còn sóng âm mà truyền được trong môi trường chất lỏng và chất khí thì nó chỉ là sóng dọc. Rồi, câu C, sóng âm không truyền được trong chân không là... sóng âm không truyền được trong chân không, câu này cũng đúng nè. Đúng chưa? Rồi, câu D, vận tốc truyền âm trong cùng một môi trường thì phụ thuộc vào nhiệt độ. Như vậy câu này cũng đúng luôn. Bây giờ chúng ta đọc lại cái đáp án B nè.
Như thầy đã nói, sóng âm là sóng cơ học dọc. Câu này chưa chắc đã đúng. Như thầy đã nói, sóng âm nếu truyền được trong chất rắn thì có thể là sóng dọc mà cũng có thể là sóng ngang. Như vậy cái đáp án B của chúng ta là đáp án sai, đúng không? Còn câu A này, sóng âm là sóng cơ học truyền được trong ba môi trường là đúng rồi. Sóng âm không truyền được trong chân không cũng là đúng. Vận tốc truyền âm trong cùng một môi trường thì phụ thuộc vào nhiệt độ. Trong cùng một môi trường nha, phụ thuộc vào nhiệt độ. Khi nhiệt độ càng lớn thì vận tốc truyền càng lớn. Đúng chưa? Các bạn lưu ý. Như vậy câu số 3, câu này rất là dễ sai. Chúng ta phải chọn đáp án B. Câu số 4, chọn câu sai. Sóng âm không truyền được trong chân không, đúng. Truyền được trong cả bộ môi trường, đúng luôn. Có vận tốc truyền âm phụ thuộc vào nhiệt độ, đúng luôn. Chỉ có sóng âm có tần số từ 16 đến 20 ngàn hẹt mới, đến 2 ngàn hẹt là sai rồi, mới truyền được trong không khí là sai. Sóng âm truyền được trong không khí, đúng không? Có bất cứ có tần số bao nhiêu thì được truyền được trong không khí. Như vậy đáp án D là sai. Câu số 5, hãy chọn kết luận đúng. Sóng âm truyền được trong nước, chính xác. Cường độ âm là năng lượng được sóng âm truyền qua một đơn vị diện tích trong một đơn vị thời gian. Câu này cũng là câu thầy đọc lại nha. Hãy chọn kết luận đúng là câu A, sóng âm không truyền được trong chất nước, không truyền được trong nước, đây là sai. Câu B, cường độ âm là năng lượng mà sóng âm truyền qua một đơn vị diện tích phải đặt vuông góc với phương truyền sóng. Ở chỗ này nó thiếu vuông góc, đúng chưa? Vuông góc. Như vậy câu này chưa đúng, đúng không? Thiếu chỗ vuông góc. Bây giờ chúng ta coi câu C nè. Vận tốc truyền âm phụ thuộc vào nhiệt độ của môi trường, đúng, đúng không? Sóng âm truyền được trong chân không là sai, truyền được là sai. Như vậy câu đúng là câu C, vận tốc truyền âm sẽ phụ thuộc vào nhiệt độ. Câu số 6, độ cao của âm phụ thuộc vào yếu tố nào của nguồn âm? Thì chúng ta đã biết độ cao là một đặc trưng sinh lý gắn liền với đặc trưng vật lý, đó là tần số âm. Còn độ to là đặc trưng sinh lý gắn liền với đặc trưng vật lý là mức cường độ âm, đúng không? Cường độ âm và mức cường độ âm đó. Còn âm sắc là đặc trưng sinh lý gắn liền với đặc trưng vật lý, đó là đồ thị dao động âm. Các bạn lưu ý điều đó. Như vậy độ cao của âm phụ thuộc vào yếu tố nào của nguồn âm? Đó chính là tần số. Đáp án B. Câu số 7, tai ta cảm nhận được âm khác biệt của các nốt nhạc đồ, re, mi, fa, son, la, si. Khi chúng ta phát ra từ một nhạc cụ nhất định là do các âm thanh này khác nhau, khác nhau về A. Biên độ, B là cường độ âm, C là tần số âm, D là âm sắc. Như vậy tai chúng ta cảm nhận được đó là sự khác biệt của các nốt nhạc này. Khi các nốt nhạc này cùng phát ra từ một nhạc cụ, như vậy vì lý do đó là các âm thanh này khác nhau về tần số. Như vậy đáp án C mới là đáp án đúng. Câu số 8, âm sắc là đặc trưng sinh lý của âm chỉ phụ thuộc, đúng không? Âm sắc là đặc trưng sinh lý của âm phụ thuộc vào. À đây chúng ta thấy âm sắc là đặc trưng sinh lý phụ thuộc vào đồ thị dao động âm. Mà đồ thị dao động âm sẽ phụ thuộc vào biên độ và tần số. Do đó đáp án C. Câu số 9, hai âm có cùng độ cao, chúng có đặc điểm nào trong các đặc điểm sau đây? Như vậy độ cao gắn liền với đặc trưng vật lý đó là tần số, đúng không? Độ to gắn liền với cường độ, mức cường độ âm. Như vậy độ cao này gắn liền với đặc trưng, độ cao là đặc trưng sinh lý gắn liền với đặc trưng vật lý, đó là tần số âm, đúng chưa ạ? Như vậy đáp án A là cùng tần số là đúng rồi. Bây giờ chúng ta nhận thấy nè, cùng tần số là chính xác rồi nha. Bây giờ chúng ta thấy theo công thức lambda bằng V chia F, trong cùng một môi trường, đúng chưa ạ? Cùng một môi trường như vậy tần số nó là không thay đổi, đúng chưa? Tần số nó là không thay đổi, tại vì cùng độ cao thì cùng tần số, mà trong cùng một môi trường thì V là không đổi, dẫn đến bước sóng cũng không đổi, đúng chưa? Như vậy cái câu C này, cùng bước sóng trong một môi trường, đây cũng là đáp án đúng luôn, đúng không ạ? Tại vì hai âm có cùng độ cao thì cùng ép, mà trong cùng một môi trường thì V lại như nhau, dẫn đến lambda lại là như nhau. Vậy đáp án A và đáp án C đều đúng. Do đó câu số 9 này các bạn phải chọn đáp án D cho thầy.
Câu số 10. Cường độ âm là năng lượng mà sóng âm truyền qua một đơn vị diện tích đặt vuông góc với phương truyền sóng trong một đơn vị thời gian. Như vậy, giữa bốn đáp án này các bạn phải chọn đáp án C cho thầy. Và đơn vị của cường độ âm khi hiệu là chữ Y, đơn vị của nó là watt trên mét vuông. Và cường độ âm Y sẽ được tính bằng công thức công suất của nguồn âm chia cho diện tích truyền. Và công suất B này, diện tích vì sóng âm nó truyền theo môi trường đẳng hướng và truyền theo hình cầu. Như vậy diện tích của hình cầu sẽ được tính bằng thức 4pi nhân R bình phương. Trong đó R là khoảng cách từ nguồn âm cho tới điểm M. Chúng ta xét từ đây, đây là nguồn âm nè, đây là điểm M. Chúng ta muốn tính tính cường độ âm tại điểm M này thì đoạn này khoảng cách từ nguồn âm cho tới điểm M đó chính là R của các bạn đó. Như vậy cường độ âm là năng lượng truyền âm trong một đơn vị thời gian qua một đơn vị diện tích đặt vuông góc với phương truyền âm và đơn vị là watt trên mét vuông. Do đó câu số 10 đáp án C. 11. Trong quá trình truyền sóng âm trong không gian đẳng hướng từ một nguồn điểm và không có sự hấp thụ âm, năng lượng sóng âm truyền tới một điểm sẽ, chúng ta thấy là giảm tỷ lệ với bình phương khoảng cách đến nguồn. Đúng rồi, chúng ta có Y nè bằng B chia cho 4pi R bình phương. Như vậy năng lượng này nó sẽ tỷ lệ nghịch với R. Đúng chưa? Cường độ âm sẽ tỷ lệ nghịch với R. Hay nói khác đi, B của chúng ta đó. Như vậy là chúng ta thấy cái câu 11 nè, trong quá trình truyền âm nè, năng lượng sóng âm truyền tới càng ra xa thì nó sẽ giảm và tỷ lệ với bình phương khoảng cách đến nguồn. Do đó câu B là đáp án đúng. Trong 4 câu này đáp án đúng là đáp án B. Các bạn lưu ý, các bạn có gì thắc mắc thì các bạn cứ để lại bình luận, thầy sẽ giải thích. Câu 12. Âm do một chiếc đàn bầu phát ra có âm sắc phụ thuộc vào dạng đồ thị dao động của âm. Đúng rồi, âm sắc là một đặc trưng sinh lý gắn liền với đặc trưng vật lý, đó là đồ thị dao động âm. Câu này là đúng nè, chúng ta chọn nó luôn. Câu B, vì sao nó sai, thầy giải thích thêm cho các bạn này. Nghe càng cao thì âm có biên độ càng lớn, thì độ cao gắn liền với đặc trưng vật lý đó là tần số, mà nó nói ở đây biên độ là không đúng rồi. Độ cao phụ thuộc vào hình dạng và kích thước là không đúng, độ cao phải phụ thuộc vào tần số. Khi nghe âm càng trầm thì tần số âm phải nhỏ, tại vì âm trầm thì tần số nhỏ, âm cao thanh đó thì tần số là lớn. Được chưa? Các bạn lưu ý. Như vậy câu 12 đáp án A là đúng. Câu 13. Hai âm có âm sắc khác nhau là do âm sắc thì phụ thuộc vào là đặc trưng sinh lý gắn liền với đặc trưng vật lý, đó là đồ thị dao động âm. Mà đồ thị dao động âm là tổng hợp đồ thị của các hòa âm cơ bản, rồi hòa âm bậc 2, đây là âm cơ bản có tần số F0 hay là hòa âm bậc 1 đó các bạn. Đây là hòa âm bậc 2 là 2F0, hòa âm bậc 3 là 3F0. Và tập hợp tất cả các đồ thị của các hòa âm này, tập hợp đồ thị của các hòa âm này đó gọi là đồ thị dao động âm. Như vậy hai âm thanh có âm sắc khác nhau là do tần số khác nhau là không đúng rồi. Âm sắc đâu có lại gắn liền với đặc trưng là tần số đâu. Độ cao và độ to cũng không được. Số lượng các hòa âm là chưa rõ ràng. Câu D là số lượng và cường độ các hòa âm chặn chúng khác nhau. Khi cường độ khác nhau thì dẫn đến đồ thị khác nhau, do đó dẫn đến âm sắc khác nhau. Vậy đáp án D. Câu 14. Âm thanh do người hay một nhạc cụ phát ra có đồ thị được biểu diễn theo thời gian có dạng. Thì cái này trong sách giáo khoa chúng ta đã biết rằng đồ thị dao động âm nó sẽ biến thiên tuần hoàn. Đáp án D nha. Đúng không? Đồ thị của các hòa âm này sẽ biến thiên tuần hoàn. Đúng chưa? Đồ thị. Đúng rồi, đáp án D. Đường cong bất kỳ là sai, đường cos là sai, đường hình sin cũng không đúng. Đồ thị nó chỉ biến thiên tuần hoàn. Câu 15. Âm do một chiếc đàn bầu phát ra là. Câu A, nghe càng trầm khi biên độ âm càng nhỏ. Biên độ âm càng nhỏ và tần số càng lớn là sai.
Âm trầm thì tần số phải nhỏ, mà đây tần số lớn là không đúng rồi. Nghe càng cao khi mức cường độ âm càng lớn, thì chúng ta lưu ý rằng âm cao nó phụ thuộc vào tần số chứ không phụ thuộc vào mức cường độ âm. Mức cường độ âm nó gắn liền với độ to thôi, đúng chưa ạ? Như vậy câu này cũng không đúng. Cái câu C nè, âm sắc phụ thuộc vào dạng đồ thị. Đúng rồi, đáp án C. Chúng ta chọn đáp án C nha. 15. Câu 16. Phát biểu nào sau đây là sai, sai và không đúng? Câu A, sóng âm trong không khí là sóng dọc. Đúng rồi, chính xác. Thầy đã nói sóng âm trong không khí với trong nước là sóng dọc, còn sóng âm trong chất rắn có thể là sóng dọc và cũng có thể là sóng ngang. Lưu ý điều đó. Tai con người chỉ có thể nghe được những âm có tần số. Thầy nói thu nhỏ lại nha. Tai con người có thể nghe được sóng âm có tần số từ 16 đến 20.000 kHz. 20.000 Hz hay là 20 kHz là đúng. Đây là âm thanh thì tai người nghe thấy. Về bản chất vật lý thì sóng âm, sóng siêu âm, sóng hạ âm đều là sóng cơ, chính xác luôn. Câu D, sóng siêu âm là sóng mà tai người không nghe thấy được. Đúng rồi. Xin lỗi, câu này chưa đầy đủ nha. Sóng siêu âm là tai người không nghe được là đúng, nhưng tai người còn không nghe được cả sóng hạ âm. Như vậy câu này chưa đầy đủ, chúng ta chọn đáp án D. Rồi, câu số 17. Giữ nguyên công suất phát của một chiếc loa nhưng tăng dần tần số âm thanh do máy phát ra từ 50Hz đến 20kHz. Như vậy đều là âm thanh, đều là nghe được hết. Những người có thính giác bình thường sẽ được nghe được âm với cảm giác, đúng không? Tăng dần tần số lên, được chưa? Tần số tăng lên thì độ to sẽ tăng lên, tăng dần lên. Như vậy đáp án C. Chúng ta câu 17, chúng ta chọn đáp án C cho thầy. Lưu ý chỗ này, được chưa? Tại vì tần số tăng dần lên từ 50 đến 20kHz, như vậy đều nghe thấy hết. Do đó, người có cảm giác bình thường, những người có thính giác bình thường thì nghe được âm với cảm giác to dần lên. Câu 18. Cảm giác về âm phụ thuộc vào những yếu tố nào? Thì cảm giác về âm sẽ phụ thuộc vào đặc trưng vật lý và đặc trưng sinh lý. Đặc trưng vật lý nó sẽ phụ thuộc vào nguồn âm, đặc trưng sinh lý sẽ phụ thuộc vào tai người nghe. Như vậy câu 18 này các bạn phải chọn đáp án B. Đúng chưa ạ? Rồi, câu 19. Độ cao của âm phụ thuộc vào những yếu tố nào? Độ cao của âm sẽ phụ thuộc vào yếu tố đó là độ cao là phụ thuộc vào gì đây ạ? Độ cao là phụ thuộc vào tần số âm. Như vậy câu số 19 này đáp án đúng của các bạn là đáp án C. Câu số 20. Đối với âm cơ bản và hòa âm bậc 2 do cùng một dây đàn phát ra, thì chúng ta đã biết rằng âm cơ bản thì có là hòa âm bậc 1 đó có tần số là F0. Hòa âm bậc 2 thì gấp 2 lần là bằng 2 lần F0. Thì người ta nói đáp án A, hòa âm bậc 2 có cường độ lớn hơn cường độ âm cơ bản là chưa đúng nè. Tần số hòa âm bậc 2 gấp đôi tần số âm cơ bản, đúng rồi, F2. Đây F0, đây 2F0, như vậy đáp án B. Tần số âm cơ bản lớn gấp đôi là không đúng, nhỏ hơn 2 lần mới đúng. Tốc độ cũng là sai. Như vậy câu 20 đáp án B cho thầy. Câu 21, chúng ta coi câu 21. Tai con người có thể nghe được những âm ở mức cường độ âm trong khoảng nào? Thì chúng ta đã biết rằng tai người nghe được những âm có tần số từ 16Hz đến 20kHz và tương ứng với mức cường độ âm từ 0 đến 130 decibel. Cái này trong sách giáo khoa, cái bảng đồ thị, cái bảng trong sách giáo khoa người ta đã nói rõ rồi đó. Như vậy chúng ta chọn đáp án D. Câu 22. Hộp cộng hưởng có tác dụng làm, chúng ta thấy câu A, tăng tần số của âm, câu B là giảm bớt cường độ âm, câu C làm tăng cường độ âm, câu D làm giảm độ cao của âm. Như vậy chúng ta coi cái câu này, chúng ta thấy là hộp cộng hưởng này có tác dụng làm như thế nào đây ạ? À? Làm cho âm to lên, đúng không? Làm cho âm to lên, như vậy có tác dụng làm tăng cường độ của âm, đúng không? Tại vì độ to nó gắn liền với đặc trưng đó là cường độ âm đó. Do đó chúng ta chọn đáp án C.
Câu 23. Trong các nhạc cụ, hộp đàn có tác dụng. Câu A làm tăng độ cao và độ to của âm. Như vậy bây giờ chúng ta coi cái câu này nha. Trong nhạc cụ là hộp đàn có tác dụng làm tăng độ cao, đúng không? Làm tăng độ to của âm thôi. Như vậy câu này chưa rõ ràng, chưa đúng, đúng không? Độ cao là không đúng rồi. Độ cao gắn liền với đặc trưng vật lý, đó là tần số âm. Như vậy hộp đàn có tác dụng là khuếch đại âm thanh thôi, được chưa? Hộp đàn có tác dụng là khuếch đại âm thanh, tăng độ to, tăng cường độ âm lên. Như vậy câu này chưa đúng nè. Câu B, giữ cho âm phát ra có tần số ổn định, cũng không đúng. Câu C, vừa khuếch đại âm thanh vừa tạo ra âm sắc riêng của âm do đàn phát ra. Như vậy câu 23 này đáp án C. Câu D, tránh được tạp âm và tiếng ồn do đàn, cho tiếng đàn trong trẻo, là cũng chưa đúng. Như vậy câu 23 này đáp án đúng, chúng ta phải là đáp án C. Câu 24, tốc độ truyền âm phụ thuộc vào cường độ âm là sai. Tốc độ truyền âm sẽ phụ thuộc vào môi trường truyền âm. Môi trường, đúng chưa? Môi trường truyền âm sẽ phụ thuộc vào 3 yếu tố. Thứ nhất là mật độ môi trường. Mật độ môi trường. Thứ hai là tính đàn hồi môi trường. Đàn hồi của môi trường đó. Và thứ ba là nhiệt độ của môi trường đó. Như vậy các bạn coi cái câu 24 nè. Câu D nè, phụ thuộc vào tính đàn hồi và khối lượng riêng, tức là mật độ môi trường, đúng chưa? Như vậy chúng ta thấy cái đáp án D là đáp án đúng. Chúng ta chọn đáp án D. Còn đáp án C nó nói không phụ thuộc vào nhiệt độ là sai rồi, đúng chưa? Câu 25. Câu 25 chúng ta coi nha. Âm của một cái đàn guitar và một cái kèn phát ra mà tai người phân biệt được khác nhau không thể có cùng, đúng không? Chúng ta lưu ý nè, cùng một âm la nhưng cái kèn phát ra và tiếng đàn guitar chúng ta gảy lên, chúng ta phân biệt được hai nhạc cụ đó vì lý do hai nhạc cụ đó có âm sắc khác nhau. Mà âm sắc khác nhau thì gắn liền với đặc trưng vật lý, đó là đồ thị dao động âm. Như vậy trong bốn cái câu này đáp án đúng của mình là đáp án D. Câu 26. Năng lượng sóng âm truyền trong một đơn vị thời gian qua một đơn vị diện tích đặt vuông góc với phương truyền sóng, thì đó là chữ Y đó bằng B chia cho S đó, thì đó chính là cường độ âm. Đáp án B. Phát biểu nào sau đây là sai? Âm có cường độ lớn thì tai có cảm giác âm đó luôn to. Như vậy chúng ta coi câu 27 nè. Âm có cường độ lớn thì tai có cảm giác âm đó luôn to là chưa đúng. Độ to gắn liền với đặc trưng, độ to là đặc trưng sinh lý gắn liền với đặc trưng vật lý, đó là cường độ âm, mức cường độ âm và tần số âm luôn. Như vậy đây nó mỗi mức cường độ âm là chưa đúng, đúng chưa? Câu B nè, âm có tần số lớn thì tai có cảm giác âm đó luôn to là chưa đúng. Tại vì âm to gắn liền với đặc trưng, nó không chỉ phụ thuộc vào tần số mà phụ thuộc vào cường độ âm, mức cường độ âm nữa. Như vậy câu này không đúng. Câu C, âm to hay âm nhỏ phụ thuộc vào mức cường độ âm và tần số âm. Đà, đây, nó bao gồm hai ý trên, đáp án C luôn. Âm có cường độ nhỏ thì tai âm bé là không đúng rồi. Câu 28, tốc độ truyền sóng âm, chọn câu sai nha. Tốc độ truyền sóng âm phụ thuộc vào nhiệt độ. Đây các bạn coi nè, tốc độ truyền sóng âm nó sẽ phụ thuộc vào nhiệt độ là đúng rồi, đúng không? Tốc độ truyền âm như thầy đã nói phụ thuộc vào nhiệt độ, mật độ môi trường và tính đàn hồi môi trường. Như vậy câu này đúng, ta không chọn nó. Câu C, sóng âm và sóng cơ có cùng bản chất vật lý, đúng rồi. Câu C nè, chúng ta coi câu C nhé. Sóng âm chỉ truyền được trong môi trường khí và lỏng là sai, còn truyền được trong chất rắn nữa. Như vậy đáp án C là sai. Sóng âm có tần số nhỏ 16 Hz là hạ âm là chính xác. Như vậy thầy đã dạy chi tiết cho các bạn 28 câu trắc nghiệm lý thuyết liên quan tới sóng âm. Video này đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo.